Hello, xin chào mọi người. Chào mừng người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì hôm nay clip này thì mình với mọi người cùng nhau với trao đổi với chia sẻ với nhau về một cái thương hiệu mà đã vô thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Nó một thương hiệu lâu đời rồi. Đó là thương hiệu Electrovoice ha. Thì gần đây Electrovoice ra các dòng loa, các dải sản phẩm về loa di động như cái dòng Evo 30M nè, Evo 50M nè. Rồi đặc biệt nhất là cái dòng gần nhất là cái dòng Evo 8 mà bên mình đã có làm clip rồi á. Đó, thì với những dòng sản phẩm mới này thì không biết là nó có hay hơn những cái model mà đang gọi là mọi người cũng đang thắc mắc đúng không? Nó có hay hơn những model đang đang làm mưa làm gió thị trường hay không? Như là Bose S1 Pro nè, rồi những dòng Bose là một Pro series như là Pro 8, Pro 16 đang rất là hot trên thị trường, thì không biết là những model mới này thì so sánh với những model đang đang đã cũ rồi, đang bán rất là chạy rồi, thì không biết nó có sự khác biệt gì không, thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau so sánh và cùng nhau đưa ra cái quan điểm để làm rõ vấn đề này, để mọi người có một cái nhìn chung nhất về các sản phẩm này cũng như đưa ra các quyết định mua sắm cho mình. Bắt đầu thôi. OK, đầu tiên mình sẽ đưa cho mọi người một cái nhìn tổng quan nhất về các dòng loa di động của Electrovoice ha. Đầu tiên mình sẽ nói về tổng quan về bề ngoài trước đi ha. Về bề ngoài thì với các dòng như Evo 8 nè, Electrovoice 30M nè, mình sẽ tách ra từng phần một. Evo 8 mình sẽ so với Bose Pro và các dòng Electrovoice 30M hoặc 50M, mình sẽ so với L1 Pro 8 và Pro 16 ha. Rồi, đầu tiên mình nói về 30M, 50M so với Pro 8 với Pro 16 trước đi ha. Thì về chất lượng build thì hai con đều build rất là cứng cáp. Tuy nhiên dòng Electrovoice mới xa sau này á, thì họ sẽ build thùng bằng gỗ, rồi cái cây cắm người ta sẽ làm bằng nhôm nguyên khối, rồi cái vỏ người ta cũng làm bằng nhôm nguyên khối, thì nhìn bề ngoài nó sẽ có vẻ chắc chắn hơn và cái nó có vẻ nó vững hơn khi mọi người đặt trên sân khấu, mọi người đặt trong nhà hoặc mọi người đặt ở phía ngoài, thì có vẻ là nó sẽ vững hơn cái dòng loa L1 Pro 8 với Pro 16, khi mà các chất liệu mà build của bên Pro 16 với Pro 8 á, thì tất cả là bằng nhựa hết và cái ngàm của nó cũng bằng nhựa luôn nha mọi người. Cái ngàm mà khi mà cắm cái cây lên á, thì ngàm nó bằng nhựa hết, thì nó không như kiểu là nam châm với nhôm như bên cái dòng Evos. Thì cái Pro 8, cái Pro 16 này thật ra khi mới về hàng năm 2020 á, bên mình review, bên mình đã nói về cái vấn đề này rồi, tức là cái ngàm bằng nhựa thì sau một thời gian xài chắc chắn là nó sẽ bị xuống cấp. Và đúng như mình dự kiến luôn, là cái con mình cầm để mang demo về xách tay từ bên Mỹ về, con Pro 8 của mình á, là nó bị gãy cái ngàm rồi mọi người. Kiểu như là khách rút ra rút vào nhiều rồi, hoặc là nhiều người không biết người ta bám vào á, giúp qua thúc vậy, thì cái ngàm nhựa nó bị gãy. Thì ta có thể là đó là cái chất lượng build nó không phải là không tốt, nhưng mà nếu mà xài thời gian quá dài, tầm khoảng đến bây giờ là bên mình xài còn được 3 năm, thì bắt đầu là cái ngàm cái cây nối nó bị gãy rồi, nên là không xài được nữa, nên là hầu hết là mình phải cắm sát xuống đất luôn, mình bỏ cây nối luôn, mình cắm sát cái loa xuống đất luôn, thì nó hơi ngắn ngắn xíu đó, nó không đánh xa được nữa. Thì về chất lượng build thì chắc chắn là cái dòng, mình sẽ kết luận một câu luôn, là cái dòng Electrovoice Evo 30M với 50M này nó chất lượng nó hơn cái con Pro 8 với Pro 16 đó. Rồi rồi thứ hai nữa là cái dòng Evo 8 này với cái Bose Pro thì sao? Cũng tương tự như vậy, là trung thành bên bên Electrovoice khá là cái chất lượng build của họ khá là tốt á. Cũng về bằng nhựa, cũng cứng cáp, và S1 Pro cũng vậy. Nhưng người S1 Pro thì bị mỗi một cái là cái nút cao su. Thì cái này thì bên mình thật ra cái này là trải nghiệm của mình xài con Bose S1 Pro quá nhiều rồi, nên mình có những cái này, và khách hàng mình cũng bị luôn, là cái con Bose á, nó chất lượng build của nó rất tốt, tuy nhiên nó bị vướng mỗi một cái là cái núm mà điều khiển. Mọi người nhớ cái núm volume mà mình hay vặn không, cái núm volume vặn này kia, thì cái núm đó nếu mà mọi người bỏ vô cặp mà nó hơi, bỏ vô hành lý hoặc là bỏ vô túi, những cái túi nó quá nhỏ, nó quá vừa, nó sẽ bị siết một hồi làm sao mà nó văng luôn cái núm đó ra luôn, văng luôn cái núm mà vặn á, rớt ra ngoài luôn. Mà nếu mọi người mất cái núm này thì không mua lại được nha, mất là mất luôn á. Mình đã cũng có hỏi hãng rồi, cái núm này không mua lại được và người ta cũng không có dư cho mình luôn, nên là khách hàng khá là nhiều khách hàng mất cái núm này mua là gọi điện qua cho mình là hỏi mua lại, nhưng thực ra là không có. Thật ra cái loa demo bên mình cũng mất luôn rồi, mất mấy cái luôn, tức là kiểu trong quá trình mà bê đi bê lại rồi mang đi du lịch hoặc gì đó thì nó bị rớt ra ngoài mà cũng không biết giờ cũng hết ở đâu luôn đó.
Còn với cái con EVOS 8 này thì nó không có nhiều nút như vậy, nó chỉ thật ra nó chỉ có một nút duy nhất thôi, là nút đa hướng, là vừa nhấn vừa xoay. Thì mình nghĩ là cái dòng này thì nó sẽ đỡ hơn nhiều, ít nút thì nó sẽ đỡ hư hỏng hơn. Và đương nhiên thực tế trải nghiệm mà sau vài năm thì mình chưa có nắm được cái chính xác của nó là gì. Tuy nhiên là với ít nút hơn thì chắc chắn nó sẽ đỡ hư hơn là cái con Bose Pro đó. Còn mà chất liệu build về tổng quan như là cái lưới này kia thì mình nghĩ là nó tương tự như nhau, nó cũng khá cứng cáp, khá tốt. Ok, sau khi chất lượng build nhìn bề ngoài rồi ha, thứ hai mình sẽ nói về màu sắc. Cái dòng Electro Void này họ lại đầu tư về màu sắc hơn Bose ha. Electro Void này dòng 30M, 50M hay kể cả EVOS 8 luôn đều có màu đen và màu trắng nha mọi người. Nó có hai màu cho mình lựa chọn. Đương nhiên là nhiều khách thì bảo là ở loa thì chắc chắn nó sẽ phải màu đen nó mới đẹp hơn chứ không màu trắng, nhưng mà thật ra là mình nghĩ là cái này là tùy gu, nên là thật ra hãng cũng rất là cố gắng, rất là cầu thị trong cái chuyện đó, nên là khó sản xuất ra một cái model màu trắng để cho mọi người, kiểu như những người nào mà hợp với tông nhà, có những cái nhà căn nhà mà mình nghĩ là loa màu trắng vô nó rất là hợp và khách hàng cũng nghĩ như vậy á, mình đưa cái loa vào nó rất là đẹp. Thì đương nhiên là sản phẩm nào mà nó model nào mà nó có nhiều màu hơn thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng rồi ha. Thì với cái vấn đề màu sắc này thì chắc chắn là cái dòng Electro Void nó hơn Bose rồi đó, và thậm chí là hơn tất cả các lần hiện tại, cái dòng loa hiện tại trên thị trường luôn, kể cả JBL bữa giờ mình cũng không thấy nó có bao giờ có màu trắng luôn, riêng cái Electro Void thì có thôi ha. Tiếp đến là so sánh về giải sản phẩm thì thật ra nãy mình đã nói rồi, thôi mình lướt qua lại luôn. Giải sản phẩm thì Electro Void hiện tại đã đầy đủ giải sản phẩm cho các dòng loa di động rồi. Đầu tiên là về dòng loa di động có pin thì họ có EVOS 8, JBL thì có JBL Eon Compact này cũng có pin, rồi Bose thì có Bose Pro cũng có pin, thì họ đã có một phân khúc có pin rồi ha, và hát được nha, chắc chắn hát được nha, những model mình liệt kê là đều hát được. Đến dòng Column Array mà nó công suất hơi lớn tí, xài cắm điện, thì Electro Void sẽ có dòng 30M, 50M để đối trọng với Bose có dòng RO 8 và RO 16. Khoan nói về chất âm, nhưng mà nói về giải sản phẩm thì bên Electro Void đã thật ra là cũng đầy đủ sản phẩm rồi đó, đầy đủ cái giải để cho khách hàng phân khúc để lựa chọn tầm giá từ thấp đến cao rồi, từ hai mấy triệu đến bốn mấy triệu đến sáu mấy triệu ha. Rồi, và cái phần cuối cùng mình muốn so sánh ở đây là cái phần mọi người muốn nghe nhất, đó là về phần chất âm và tính năng của sản phẩm. Về chất âm trước đi ha. Về chất âm thì cái này thì về chất âm thì mình không thể nào so sánh được cái nào hay cái nào dở được. Bởi vì là Bose cũng hay, có cái riêng của nó, và Electro Void có cái riêng của nó. Mình sẽ khách quát như thế này, vì hai thương hiệu này hãy tư duy về phần âm nhạc của họ khác nhau, nên thật ra cái họ sản xuất ra cái loa nó cũng mục đích nó cũng khác nhau luôn. Bose thì theo Bose, kể cả S1 Pro nè, kể cả E1 RO 8 nè, kể cả RO 16, RO 32, họ đều có một cái chất âm là gọi là hài hòa nhất á, có nghĩa là đánh tạp rất tốt, đánh các thể loại nhạc đều hay cả, đặc biệt là bolero hoặc là những bản nhạc chậm, nhạc mà tinh tế guitar nghe tiếng cực kỳ hay luôn. Đó, Bose là nghe tạp mọi người, chẳng hạn như mọi người gu âm nhạc của mọi người chưa định hình được gu âm nhạc của mình là gì, mọi người muốn nghe tất cả các thể loại nhạc, muốn hát tất cả loại nhạc thì Bose là lựa chọn số 1. Đó, ok ha. Rồi còn Electro Void thì sao? Electro Void thì họ sản xuất ra thương hiệu, cái thương hiệu này họ định cái sản phẩm này nó vô một cái phân khúc gọi là chuyên để hát thôi. Chuyên để hát nha mọi người, nghe nhạc thì phải chuyên về nhạc rock một xíu, nhạc có tiết tấu nhanh và nhạc rock thì Electro Void nó sẽ hơn Bose. Tuy nhiên các nhạc khác như bolero thì Electro Void sẽ không bằng. Mình nói về hai công ty luôn, hai cái thương hiệu này về cái đánh giá chất âm của nó luôn á. Đó. Về hát thì Electro Void kể cả EVOS 8, kể cả 30M, kể cả 50M, về phần karaoke, về phần giọng hát, cái tiếng, cái mộc, cái tiếng mình ra nó thoát tiếng hơn Bose rất là nhiều, dày tiếng hơn rất là nhiều luôn. Đó, lợi cho karaoke rất nhiều luôn. Đó, còn về nghe nhạc thì họ lợi về phần nhạc rock, nhạc tiết tấu nhanh, bass chắc hơn. Cái bass họ làm kiểu cứng chắc hơn, nó không bass nó không kéo dài mà nó trầm mà nó mềm như Bose. Bose là kiểu bass nó sẽ trầm mềm, còn Electro Void là bass cứng, là một cụp thì những cái bài mà tiết tấu nhanh thì Electro Void thể hiện sẽ tốt, còn những bài tiết tấu chậm Bose thể hiện sẽ tốt hơn. Đó, thì đó là hai cái chất âm mà cái này là tùy gu,
tùy mục đích sử dụng của mọi người mà mọi người có thể lựa chọn sản phẩm cho mình, chứ không có cái nào hay hơn cái nào cả. Đó, về chất âm là như vậy. Rồi còn về tính năng thì sao? Tính năng thì cũng vậy luôn, tính năng thì nó sẽ có cái lợi và cái hại. Đầu tiên mình nói về bow trước đi ha. Bow sử dụng cực kỳ đơn giản, ít tính năng, sử dụng cực kỳ đơn giản thì sao ạ? Khách hàng rất dễ xài, ai cũng xài được. Nó chỉ có tăng giảm âm lượng to nhỏ thôi, reverb ít, reverb nhiều, bass nhiều, chép nhiều, bass ít, chép ít. Nói chung là nó chỉ cho mình điều khiển rất là ít trong đó. Nghĩa là thần hầu hết là âm thanh mặc định rồi. Nghe đưa vào là ok rồi đó. Chỉ có mình căn chỉnh thêm mình cái gu mình thích nó thêm chút xíu này, mình căn chỉnh nó thêm chút xíu kia thôi. Chứ còn lại là gần như là không căn chỉnh được gì trong bow. Tuy nhiên cái đó lại là điểm lợi để mọi người dễ sử dụng hơn. Còn với Electro Voice thì sao? Electro Voice họ tích hợp nguyên một con mixer trong đó. Evo 8 cũng có nguyên cái mixer Dynacord trong đó. Evo 50, 30M có dòng chữ M nha. Đều có mixer trong đó, nguyên một cái mixer Bone mixer Dynacord trong đó. Thì sao? Họ cho mình chỉnh rất là chi tiết trong đó. Họ chỉnh rất khó luôn và cái này chỉnh rất là thời gian luôn. Tuy nhiên nếu mà đã chỉnh được rồi thì nó sẽ tối ưu hơn cái bone bow rất là nhiều. Vì khi mọi người đã chỉnh, nếu mọi người đã biết xài nó mới chỉnh, điều chỉnh xong lưu lại thì mọi người sẽ có ra một cái chất âm nó tối ưu hơn, nó theo mục đích sử dụng của mình hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình chỉnh ít. Ngoài ra thêm vào đó, đặc biệt là cái mình muốn nói nhấn mạnh thêm cái dòng Evo 8 vì họ mới ra sau này. 30M, 50M chưa có nha. Cái này mình có thể bật mí một xíu. Dòng Evo 8 á, là cái con nó, cái bo Dynacord của nó có echo, hỗ trợ echo cho mình luôn. Phần effect nó có echo luôn. Nó không như Bow, nó không như JBL, không như các thiết bị khác. Mà cái thường là Bow JBL mọi người rồi ấy, chỉ một, có mỗi reverb thôi, không có echo. Nên là thường mình hay bán rồi mình kẹp chung với Soundmic M1, mình bán cùng với Bow X1 Pro là 1R8, 1R16 thì mọi người đã biết rồi. Đó, nhưng riêng với con Evo 8 này thì bên mình lại thấy nó có echo rồi. Nguyên một cái bo rất lớn có echo rồi, thế thì việc gì phải mua thêm mic sau mic M1 gì. Mọi người hoàn toàn có thể chọn những dòng mic Shure như SE58 này, Beta58 này để đưa vào hát trực tiếp với con này. Chất âm nghe cực, cái giọng mình ra cực kỳ thật mà có echo nhẹ, dễ hát nữa. Clip hát, clip test thì mọi người đã thấy rồi và mình cũng có đăng clip test rồi đó. Mọi người thấy đều có echo cả và hát chỉ là hát bo từ mic cắm thẳng trực tiếp vô loa thôi, vì mixer đã có echo rồi nên lúc đó rất là tiện cho mình. Mà mình cũng mà mic dây nữa, nếu mà mình xài mic dây nữa thì có bao giờ nó hư được, nó rất là bền cho mình xài luôn đó. Thì cái phần echo trên loa này mình đánh giá rất cao cái thằng Evo 8 này, bởi vì cái đó không biết là sau này thì cái bo của Evo 8 nó có upgrade lên cho con 30M với 50M hay không, thì mình rất là mong chờ thằng bên cái thương hiệu Electro Voice này họ nâng cấp lên để con 30M và 50M cũng có echo luôn. Một khi mà 30M, 50M đã có echo thì chắc chắn bên mình sẽ không bao giờ ghép vang số vô, không bao giờ mình muốn ghép vang số vô những cái loa như thế cả. Bởi vì thật ra nó có cái combo mixer rồi, mình muốn một cái mic đơn thuần đưa vào thôi để mình tận dụng cái bo đó, nó sẽ ra chất âm hay nhất có thể cho mình. Còn một cái cuối cùng nữa là về giá. Khen quá trời khen luôn, tính năng quá nhiều rồi, view nhiều hơn rồi, sản xuất này cơ. Mọi người thấy mình khen quá, hơi Electro Voice hơi nhiều đúng không? Nhưng mà mình khen mình có lý do, bởi vì sao? Giá sản phẩm Evo 8, giá sản phẩm bây giờ mình được nhận được là phân phối chính thức ở Việt Nam là giá lẻ đến 26.800. Nó đắt hơn con Bose 1 Pro gần 10 triệu mọi người. Đó. Rồi dòng 30M giá cũng cao hơn, giá như 46, 47 triệu đó, mình không nhớ chính xác, nhưng mà cũng mắc hơn Pro 8 đến phải 6, 7 triệu. Rồi thêm cái ông 50M này cũng giá cũng xem rồi 16 luôn. Thế nên là thật ra là giá trị sản phẩm nó cũng khá là cao. Nó cao hơn các sản phẩm cũ trên thị trường rất là nhiều. Đó là nó mắc hơn cả Bow, thì mọi người biết là JBL là rẻ nhất rồi nè, đến Bow nè. Còn đây lên Electro Voice họ còn cao hơn nữa, thì đương nhiên giá cao hơn thì chắc chắn là phải có khách hàng sẽ đòi hỏi những tính năng nhiều hơn rồi. Thì đây là lý do. Đây là lý do tại sao mà chất lượng build rồi này kia nó nhiều hơn, bởi vì giá thật ra là giá nó hơi cao. Đặc biệt là Evo 8 mình cũng rất là sốc với cái giá Evo 8. Tuy nhiên mà những tính năng nó mang lại thì mình cũng có thể hiểu được. Đó, một cái loa không, ví dụ như một cái loa bằng nhau đi, nhưng mà nhiều khi có mixer không, riêng con mixer đây nó còn 10 triệu rồi, cái tiền chênh lệch đó là tiền chênh lệch về mixer rồi. Đó, thì thông tin với mọi người như thế.
Ok, vừa rồi thì mình vừa mới khái quát qua về cái thương hiệu Electrovoice và những lồng loa di động của nó. Thì để và so sánh nó với một số các thương hiệu trên thị trường. Thì không biết mọi người có thắc mắc gì không? Nếu mọi người có thắc mắc thì mọi người cứ comment phía dưới cho mình biết ha. Hoặc mọi người có thể gọi đến hotline trên mình để xin số điện thoại trên màn hình đó. Thì mọi người có thể gọi đến để mình tư vấn cho nó cụ thể hơn. Còn đương nhiên thì về sản phẩm, nếu mọi người muốn test thực tế thì bên mình luôn có sẵn những sản phẩm như EOS 8 nè, L30M hoặc là S1 Pro hoặc là L1 Pro 8 đều có sẵn ở cửa hàng để mọi người test thử chất âm hết á. Mình rất mong nhận được nhiều comment hơn của mọi người để mình biết mình làm clip trước giờ là không biết là có nội dung nó có thiếu sót gì không. Mọi người có thể đóng góp ý kiến cho mình nhiều hơn nữa để mình có thể làm được nhiều nội dung, nó hoàn thiện nội dung hơn. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Quay clip ông nội ơi. Hiểu không? Okay. Xuống dưới gọi điện đi.